Thích chứ sao không? Hello. Cái này mà soi vô thì chắc mất luôn. Chưa bao giờ được lên một cái đỉnh của thiên nhiên mà nó lại hùng vĩ thế này luôn ấy. Yeah. Đúng không anh? Con trẻ con này nó thích cái gì? Cô quay, cô quay làm kỷ niệm đi. Này cẩn thận. Cô ơi, cô ơi, cô quay làm kỷ niệm đi cô. Cô xuống là con đi to rồi đấy. Theo nhú ấy. Con chim đại vàng nữa là chuẩn. Cẩn thận. Hãy cẩn thận. Có nước. Ui. Đẹp thế nhở. Hầu như ở đây toàn là mộc châu luôn. Anh ơi, hầu như đứng đây là xem được toàn cảnh mộc châu luôn. Xem được toàn bộ mộc châu luôn ấy. Quý là chiêu. Chiêu. Ui giời ơi. Anh ơi, thêm một lần nữa là đến cái kim kìa. Không ngờ là nó lại đẹp như này. Sao thế? Nó định sao phết đấy. Ồ. Càng cao thì càng nhìn sao. Quầy hoa nữa này. Anh ơi, sương mù, anh quay sương mù đi. Sương mù. Đâu? Quay chụp ảnh đẹp đấy. Đấy. Sao bị kính là càng cao. Đồi chè này đúng không? Không biết miêu tả như thế nào đâu. Anh ấy, lúc đầu mình nhìn thấy con xe của mình to lắm, còn bây giờ nhìn nó bé tí đi như con kiến luôn kìa. Nè anh, lúc đầu nhìn rất là to, còn lúc giờ nó bé tí đi như con kiến. Ôi mẹ, đừng cho lên đây. Lên đây nhá, ngã đây. Ngã đây đừng, mẹ phải giữ cẩn thận nó vào. Có cái lỗ kia kìa. Không có lời gì để nói. Ngồi đây. Hả? Đang làm lượn này. Không phải ruộng, đây là người ta đang làm chè. Đấy, đang làm ấy. Đổ nước, ném. Nào, ngã đấy. Ngã, coi như là hết đời ấy. Chụp đi, chiêu cái. Chiêu đừng để lãng phí thời gian nhá.